Xin chào các bạn nhé. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là làm món nấu món là thịt nấu gừng các bạn nhé. Thịt vịt nấu gừng các bạn ạ. Kho gừng bên này. Đây là gừng và mình đã nêm gia vị vào đây để mình nêm gia vị vào đây để mình ướp xong rồi. Bây giờ mình sẽ bật bếp, mình sẽ cho đầu ăn vào để nấu các bạn nhé. Vịt kho gừng của mình thì hôm nay cũng đơn giản thôi. Đầu tiên là mình sẽ phi hành lên nữa các bạn, phi hành cho thơm. Đây thì vịt của mình đã ướp cái gừng này, gia vị hạt nêm với lại chút vịt chính, nước mắm vào này. Bây giờ mình sẽ phi thơm hành, mình sẽ cho vịt vào các bạn nhé. Các bạn ơi, đây là món vịt kho gừng của mình.